biết dâm ước mơ bờ vai ngày thơ ôm làn tóc rối xúc 3G nhá, tháo 3 là đóng rồi, cho là an toàn. Một đôi loa đấy nhá, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là một cặp loa B1B2010, một dòng loa cực kỳ nổi tiếng. Với sản phẩm này bên em bán cực kỳ là nhiều và đang trong tình trạng có khả năng cháy hàng rất là nhanh, rất là sớm. Vâng, cặp loa phải nói là siêu tuyển cho bác khách này ở trong gì nhỉ? Quên mất rồi. Số đuôi là 3 con 7. Đấy, bác yêu cầu em là bác ở Hà Tĩnh, bác muốn xem. Đúng rồi, bác ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Vâng, các bác yên tâm, khi các bác đã banh tiền cho bên em thì đằng nào em cũng test và để giới thiệu theo ý của bác, là bác muốn được xem sản phẩm của bác trước khi lên đường. Và test chất âm thì các bác biết rồi, đã là hàng xịn, hàng chất lượng thì đối với sản phẩm 2010 em test rất là nhiều rồi. Nhưng em cũng muốn test và bác cũng muốn test để bác xem cái sản phẩm của bác trước khi lên đường nó đẹp như thế nào. Đấy, các bác cùng xem độ đẹp và đúng đôi của bác nhá. Bác nhìn số này, đuôi 335 378. Đấy các bác nhá, sản phẩm này thì đấy, nó sản xuất theo lô, cho nên là cái số là em nói luôn, không bao giờ nó cùng là 335. Nó phải đuổi hết. Đấy, đuổi số kiểu như tiền ấy, từ 00 cho đến 99, sau nó nhảy số các bác nhá. Đấy, kiểu như vậy. Chứ không bao giờ nó cùng đôi, vì loa này nó toàn là mỗi một chiếc một thùng khi họ sản xuất ra. Đấy, thì em cũng chia sẻ với bác rất là nhiều rồi. Chỉ có lo lầm thì có thể cái số này nó cùng. Nhưng cái đó không quan trọng, nó theo lô sản xuất các bạn, nó theo lô sản xuất. Đấy, một số người chia sẻ là trùng CD sau lấy cớ để bán cao, bán đắt. Đấy, các bác để ý nhá, bán đắt. Đấy, thế cho nên nhiều bác mua về giá cao nhưng mà cũng phát hiện ra, nhưng bây giờ họ lại bắt đầu giảm giá. Đấy, nói chung là rất là nhiều trò các bạn. Cứ quan trọng là với cái sản phẩm đi và hàng chuẩn có như nào em chia sẻ rất là nhiều rồi, cho nên các bác đừng, đang nói về lo full em nói xong lo làm, đừng theo cái con số đó và đừng nghe những cái lời người ta ngọt ngào quá, người ta chia sẻ gần như một cái kiểu dạng mị người dùng ấy. Quan trọng nhất là bán hàng phải chuẩn, thật rõ ràng. Đấy, giá cả hợp lý chứ không phải là giá rẻ nhất thị trường. Các bác lưu ý, có những nơi người ta bán những sản phẩm, có những sản phẩm người ta xả lỗ hoặc xấu, người ta bán rẻ nhưng người ta không nói đó là hàng xấu, thì các bác cứ nghĩ là rẻ nhưng mà thực tế người ta bán rất là cao, không bán hàng bắt đầu hạ giá, bắt đầu phá đám các kiểu. Cái điều quan trọng là cùng giao lưu, cùng học hỏi và đều hai bên đều được có lợi. Nói chung là bên em cũng phải có công để cho anh em làm. Đấy, em nói video hơi dài dòng để các bác nghe và các bác thông cảm với em nhé. Những sản phẩm
Những cặp loa này em còn số lượng rất ít, chiều ngày hôm nay được 3 bác đã chốt rồi. Em sẽ tranh thủ vệ sinh, đóng hàng để trả đơn các bác. Và các bác chiêm ngưỡng cái độ đẹp của những cặp loa khi đã được vệ sinh như thế này, thì các bác xem nó có gần như là mới cứng không ạ? Gần như là mới cứng, em không nói là mới cứng nhá. Hàng bãi mà Ngọc Quang bán như thế này thì các bác thấy nó xuất sắc chưa ạ? Đấy, các bác cứ cho lời bình. Em rất thích chia sẻ những cái gì thật lòng và rõ ràng với các bác. Nhưng vẫn có những kẻ gọi là ghen ăn tức ở, sẽ chọc ngoáy những cái câu từ không được hay lắm. Vậy các bác có nhu cầu thực tế, em sẽ tư vấn cho các bác khi các bác gọi điện cho em theo hai số máy này. Quan điểm em rõ ràng, trung thực để phục vụ các bác trên mọi miền Tổ quốc. Tiếng tăm của em là 63 tỉnh thành, các bác biết rồi nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.